Con người ai cũng mong được người khác công nhận và đồng cảm. Dẫu mãi miết trên con đường tìm kiếm thành công và danh vọng, đến cuối cùng tất cả chúng ta đều mong mỏi được nghỉ ngơi trong vòng tay yên bình. Nếu không có được cảm tình của người khác, chúng ta vẫn mong họ hiểu cho những nỗ lực của mình thay vì buông lời chỉ trích. Khi mắc lỗi, chúng ta cũng mong họ kiên nhẫn chờ đợi mình có đủ dũng khí đứng dậy khắc phục. Hoặc khi đối mặt với thử thách khó khăn, chúng ta đều mong được người khác tin tưởng và khích lệ thay vì nghi ngờ khả năng của chúng ta. Người nào hiểu được nhu cầu này, tức là người có chiếc bát sâu rộng, họ sẽ tự nhiên được mọi người xung quanh yêu quý. Đúng là con người ta ăn nhau ở lời nói, ở cách phát ngôn. Ngôn từ phát ra sẽ thể hiện giá trị con người họ. Để đời xanh mát, hãy vun đắp chiếc bát ngôn từ sẽ giúp bạn hiểu thêm giá trị của lời nói, của ngôn ngữ và cách các bạn hoạt ngôn trong khả năng giao tiếp của mình. Mỗi người đều có cho mình một chiếc bát ngôn từ. Giống như ai cũng có một chiếc ví chứa đựng tiền, thì ai cũng sẽ có một chiếc bát chứa đựng lời nói của chính mình. Chiếc bát đó nông hay sâu, lớn hay bé thì ở mỗi người là khác nhau. Những người sở hữu chiếc bát lớn là người sâu sắc trong lời nói và sử dụng ngôn ngữ. Còn những người sở hữu chiếc bát bé thì ngôn từ và ý nghĩa của lời nói thường hời hợt, nông cạn. Và chắc chắn một điều là những người sở hữu chiếc bát ngôn từ lớn sẽ thu hút mọi người. Ví dụ đơn giản là những nhà diễn giả. Tại sao họ thu hút rất nhiều người nghe? Vì họ biết cách sử dụng ngôn từ, dùng lời nói để cuốn hút người nghe. Họ có ngôn từ đa dạng nhưng biết cách tiết chế, biết cách sử dụng đúng chỗ, đúng lúc. Điều đó làm họ trở nên thu hút với mọi người. Và độ lớn bé của chiếc bát sẽ do bạn trau dồi tạo nên. Mỗi người đều có riêng cho mình một chiếc bát chứa đựng lời nói của bản thân. Tuy nhiên, tùy theo độ lớn của chiếc bát này mà mức độ sử dụng ngôn từ và độ sâu sắc trong lời nói từng người lại khác nhau. Một người sở hữu chiếc bát lớn có thể dùng lời nói để thu hút mọi người, nhưng cũng có thể tiết chế lời nói những lúc cần thiết. Trên hết, người đó có thể sử dụng lời nói để thống nhất quan điểm, hóa giải bất đồng và thấu hiểu người khác. Họ sẽ tìm cách để tiếp nhận sự khác biệt vốn có ở mỗi người, đồng thời duy trì được đối thoại trong mọi hoàn cảnh dù có bất đồng xảy ra. Lời nói phản ánh con người bạn, không chỉ hành động đánh giá con người bạn là ai, mà lời nói cũng sẽ là một phần để đánh giá con người của bạn. Khi bạn thường xuyên có thói quen chỉ trích vào khuyết điểm và hạn chế của người khác, thì bạn sẽ ngày càng xoáy sâu vào nó và làm cho tình hình của vấn đề ngày càng đi xa hơn, nghiêm trọng hơn. Sự thật một điều là với người thân, chúng ta ít khi còn để ý về lời nói của mình như nói chuyện với người lạ. Chúng ta sẽ nghĩ gì nói đấy và đôi khi nói ra những lời vô tâm. Những lời nói vô tâm dù vô tình nhưng sẽ làm người khác tổn thương rất nhiều. Người nói ra những lời như vậy không để tâm và nhanh chóng quên đi. Nhưng người tiếp nhận sẽ chẳng thể nào quên dù thời gian có trôi qua bao lâu. Những lời nói ấy hằn sâu vào tâm trí họ và để lại vết sẹo dai dẳng. Vì vậy, những người khi nhỏ phải chịu đựng những lời nói vô tâm nặng nề từ bố mẹ. Sau này họ càng có khuynh hướng lặp lại khuôn mẫu đó với con của mình. Người có chiếc bát ngôn từ lớn. Thế nào là người có chiếc bát ngôn từ lớn? Người có chiếc bát ngôn từ lớn là những người tôn trọng sự đa dạng và phản ứng một cách mềm dẻo, là những người có chiếc bát ngôn từ lớn. Ở họ chứa đựng một thế giới ngôn từ phong phú, đa dạng. Lời nói được kiểm soát chặt chẽ trước khi phát ra và biết cách tiết chế để chọn lời nói phù hợp hơn với hoàn cảnh. Lời nói là nhân cách, cũng là phẩm chất của con người. Nghe người khác nói, chúng ta có thể phần nào biết được nguồn gốc hình thành, lịch sử và cả độ tuổi của lời nói đó. Lời nói thể hiện sự sâu sắc trong nội tâm con người. Vì vậy, để nuôi dưỡng chiếc bát ngôn từ, trước hết nội tâm của chúng ta phải trưởng thành.
Người có chiếc bát ngôn từ lớn thường có sự rộng lượng, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác. Họ không chỉ nghe một chiều, họ không dễ bị lung lay chỉ vì lời nói. Bởi lẽ họ biết đâu là lời nói và bản chất. Hơn thế nữa, họ còn biết điều chỉnh cảm xúc và không để câu chuyện nghe một lần mà làm cho bị tác động. Nhưng ở họ cũng không có sự nhượng bộ trong tình huống, đòi hỏi giao tiếp rõ ràng. Còn với những người có chiếc bát ngôn từ nhỏ thì sao? Ở họ, ngôn từ kém phong phú, lời nói kém sắc bén, nhiều khi nói những điều không cần thiết. Trong họ luôn nóng vội và thiếu sự phóng khoáng, rộng lượng, nên thường không bình tĩnh khi nghe người khác nói. Họ thường có xu hướng chỉ trích người khác, thường khó điều chỉnh cảm xúc của mình, luôn mong người khác nghe theo mình chứ không vì người khác. Nói theo cách của chính mình. Nhiều người nói tại sao phải trau chuốt cho lời nói của mình, tại sao mình phải thay đổi lời nói. Bởi vì lời nói không chỉ là ngôn ngữ, không chỉ là công cụ nữa, mà nó thể hiện sự trưởng thành của một con người. Nó còn là cách chúng ta đối xử với bản thân. Tôi đã phát hiện lý do quan trọng nhất để chúng ta phải chăm chút cho chiếc bát ngôn từ của mình. Ai cũng đều hướng tới những điều lớn lao và sâu sắc hơn. Con người là phức hợp của một bên là chủ nghĩa cá nhân, thỏa mãn với việc ăn no, mặc ấm. Nhưng mặt khác cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng nỗ lực hết mình vì một cuộc sống có giá trị cao hơn. Tiêu chuẩn giá trị có thể khác biệt ở mỗi người, nhưng đó chính là động lực giúp chúng ta hành động vượt lên trên năng lực, nhu cầu của bản thân. Trong chúng ta, ai chả muốn là người có ích, là người có ý nghĩa và rộng hơn là người có tầm ảnh hưởng. Và để có được điều đó, thì tự bản thân chúng ta phải trau dồi chiếc bát ngôn từ của mình. Lời nói có giá trị, có sức nặng, thì giá trị con người mới được nâng cao. Để có một chiếc bát ngôn từ lớn là không hề dễ dàng. Nhưng cách tốt nhất để có nó là tự bản thân cố gắng, nỗ lực hết mình. Bạn sẽ thấy nhiều điều thay đổi khi chiếc bát ngôn từ của mình lớn dần lên. Mối quan hệ được mở rộng, bạn sẽ là người biết lắng nghe hơn, đồng cảm hơn và chắc chắn lúc đó bạn cũng sẽ là người tuyệt vời hơn. Khi không ngừng cố gắng chăm chút cho chiếc bát ngôn từ, đến một thời điểm nào đó, những nỗ lực ấy sẽ trở thành sự tự tôn vững chắc, và đó cũng chính là quả ngọt dành cho mỗi chúng ta. Cảm xúc là một món quà vô giá. Một điều đáng sợ nhất đối với mỗi người chính là không cảm xúc. Khi không có cảm xúc, tất cả mọi thứ trong họ đều trống rỗng. Chúng ta sẽ luôn có cảm hứng làm việc, cảm hứng đi chơi với những người đem lại cảm xúc cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ biết thể hiện cảm xúc trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Với mỗi người thì cảm xúc chính là một món quà vô giá. Cảm xúc là một món quà có sẵn giúp con người tồn tại và phát triển. Nhưng chúng ta cũng cần chú ý để có thể sử dụng một món quà ấy một cách bền vững. Hãy xem cảm xúc như một người bạn bên mình suốt cả cuộc đời và trân trọng, kiên nhẫn tìm hiểu về người bạn ấy, thay vì cư xử một cách đường đột. Hãy luôn trân trọng cảm xúc của mình và cũng đừng cố gắng trốn tránh cảm xúc của mình. Cái gì là của mình thì vẫn luôn là của mình. Hãy đón nhận cảm xúc tích cực, nhưng cũng đừng cố gắng loại bỏ cảm xúc tiêu cực. Vì cuộc sống vốn đa chiều, nên hãy tận hưởng những cảm xúc đa dạng của cuộc sống. Mở rộng cánh cửa cảm xúc ra, thay vì đóng nó lại. Trải nghiệm cảm xúc sẽ là trải nghiệm thú vị, làm cho cuộc sống bạn thêm nhiều màu sắc. Lắng nghe cảm xúc. Lắng nghe cảm xúc chính là cảm nhận những cảm xúc của bản thân. Khi chúng ta cảm thấy xúc cảm chúng ta buồn, nhưng vẫn cố tỏ ra bên ngoài mình ổn. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường và yếu đuối, chúng ta vẫn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Thường thì các bạn sẽ che giấu đi cảm xúc thực sự của mình bằng lý trí. Chúng ta quen với việc phân tích vấn đề, chứ không quen cảm nhận vấn đề. Chúng ta quen với việc đưa ra giải pháp, chứ không quen với việc thưởng thức nó. Phải chăng chính vì không thể nói ra đúng cảm xúc thật mà chúng ta thường bao biện bằng những câu thừa thãi? Vì không thể bộc bạch tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, tôi muốn được ai đó vỗ về an ủi, nên mới chỉ trích và lên án cả thế giới.
Phải chăng do không thể tự nói ra, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, tôi xin lỗi, tôi đang cực kỳ hối hận, nên mới quay sang trách mắng đối phương. Câu hỏi là chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn. Nhiều người nghĩ rằng đặt câu hỏi là thể hiện sự thiếu hiểu biết về người khác, thể hiện sự tò mò về đối phương. Nhưng ngoài ra, câu hỏi cần thiết được đặt ra thì họ sẽ vui vẻ hơn và tự tin hơn. Bạn đã gieo vào họ niềm hứng khởi để họ có thể chia sẻ với bạn. Đặt những câu hỏi về những việc họ làm tốt sẽ là cách khích lệ cảm xúc họ rất nhiều. Cánh cửa tâm hồn họ sẽ mở ra, cảm xúc họ sẽ đủ đầy. Khi đó, họ sẽ truyền cho bạn những năng lượng tích cực.